Ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng có rất nhiều các tòa nhà cao tầng. Theo đó, các công ty vệ sinh mọc lên nhan nhản. Những công ty này nhận tất tần tật các loại dịch vụ đô thị cho đến lau nhà, quét dọn, lau mặt kính. Đặc biệt, nghề lau mặt kính được coi là nghề nguy hiểm, lương cũng rất cao. Vắt vẻo trên các tòa nhà cao tầng, những người thợ làm nghề lau kính, phết sơn thường phải đối mặt với nguy hiểm. Trong khi đó, công tác bảo hộ đối với người lao động vẫn còn rất nhiều bất cập. Mỗi người đeo bên hông một xô đựng nước tẩy, một túi khăn lau và cây gạt kính. Sau khi thắt dây an toàn, những người thợ ngồi trên miếng gỗ, buông dây từ từ tuột xuống từng lầu, quấn một chiếc khăn vào chân, một tay bám chặt sợi dây thừng, người thợ trẻ ngả người ra sau, cố lau những mảng bụi còn sót lại trên kính. Các công nhân đu mình trên lớp cửa sổ được gọi vui là người nhện. Đu mình ở độ cao cả 100 mét, họ làm việc hết sức vất vả, nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu công việc thường ngày cũng giúp họ có thu nhập từ 300 đến 500 ngàn đồng mỗi ngày. Để bắt đầu công việc này, từ trên những nóc nhà cao tầng, công nhân sẽ đi hệ thống dây tuột và dây an toàn. Họ phải chọn đến điểm cố định vững chắc, chịu được sức tải lớn để đảm bảo an toàn. Điều quan trọng với công nhân lau kính là ngoài dành chuyên môn còn phải học với cách thích nghi với độ cao. Lơ lửng ở độ cao cả 100 mét, nhưng có nhiều nhóm lau kính được công ty trang bị dụng cụ bảo hộ khá sơ sài, chỉ có đai an toàn, thiếu mũ bảo hiểm, giày. Và để có điểm tựa ở trên không trung, người nhện cần xài đến dụng cụ hít kính, tựa chân vào đó cho dễ lau chùi.